Cristiano Ronaldo là một trong những cái tên nổi bật nhất của làng túc cầu thế giới trong nhiều năm qua, khi hàng xa số những kỷ lục đã được anh phá vỡ hay lập nền. Từng được gọi là GOAT, Mr. Champions League hay nhiều biệt danh xứng với tầm vóc khác. Nhưng giờ đây, ở tuổi 37, Cristiano Ronaldo đã không còn là chính mình, khi rời khỏi nơi mà anh đã từng tự hào gọi là mái nhà xưa trong ấm ức và tàn vỡ. Sau đây, hãy cùng Cảm Show tìm hiểu xem những đội bóng cũ của Ronaldo ra sao sau khi anh rời đi trong phần sau của video. Nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ cho Cảm tiếp tục sản xuất những video chất lượng khác đến với anh em. Sporting Lisbon. Ở mùa giải 2002-2003, Ronaldo còn là một thiếu niên với mái tóc mì tôm điểm vàng nổi bật. Sau khi CR7 gia nhập MU vào mùa hè năm 2003, Sporting đã về đích ở vị trí thứ 3 tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha ở mùa giải 2003-2004 và không thể giành quyền dự vòng sơ loại Champions League. Đáng xấu hổ hơn, họ bị đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Gençler Birliği, đánh bại ở vòng 2 UEFA Cup, tiền thân của Europa League ngày nay, khi để thua 0-3 ở trận đấu lượt về trên sân nhà. Việc bán Ronaldo là một yếu tố khiến cho Sporting Lisbon sa sút, khi cầu thủ trẻ này vẫn mang cho mình một tiềm năng phát triển rất lớn, cũng như được sự kỳ vọng sẽ thành danh tại đây trước khi phiêu dạt sang các nền bóng đá khác. Song, mấu chốt vấn đề có lẽ nằm ở việc họ đã mất đi chân sút chủ lực Jardel ở mùa hè cùng năm. Tiền đạo người Brazil đã có 11 pha lập công sau 19 lần ra sân cho Sporting và có đóng góp quan trọng trên mặt trận tấn công của đội bóng thủ đô Bồ Đào Nha. Mặc dù vậy, số tiền chuyển nhượng thu về đã được Sporting Lisbon tái đầu tư vào một tiền đạo người Brazil khác, đó là Lesson, người đã trở thành huyền thoại của câu lạc bộ với 173 bàn sau 313 lần ra sân. Đến mùa 2004-2005, Sporting đã vào chung kết UEFA Cup, nơi họ bị CSKA Moscow đánh bại ngay tại sân nhà. Manchester United mùa giải 2009-2010. Mùa giải năm 2009, MU đã đi vào quyết định khó khăn là bán đi trụ cột Ronaldo cho Real Madrid, qua đó thu về mức phí kỷ lục của thế giới lên tới 94 triệu euro. Dù đó là một quyết định mang tính chất bóng đá, nhưng vụ chuyển nhượng đình đám này đã đến vào một thời điểm thuận tiện và có phần may mắn cho ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Bởi vào năm 2010, nhà Glazer, chủ sở hữu người Mỹ của MU, đã ghi nhận khoản nợ lên đến 1,1 tỷ bảng sau ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Số liệu tài chính của Quỷ Đỏ vào tháng 10 năm 2010 cho thấy khoản lỗ kỷ lục của câu lạc bộ là 83,6 triệu bảng, một con số chắc chắn trông bớt đau đầu hơn rất nhiều nhờ nguồn thu từ vụ bán Ronaldo. Việc MU thua lỗ đến một phần ở mùa giải 2009-2010 thất vọng khi họ bất lực trong việc thay thế các bàn thắng của Ronaldo và bị Chelsea xoán ngôi vô địch Premier League. Họ cũng thụt lùi đấu trường châu Âu sau khi để thua Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Dù thương vụ Ronaldo đã kết thúc vào đầu tháng 7, sau Manchester United đã không thể gia cố đầy đủ hàng tiền đạo, với Michael Owen là cái tên nổi bật hiếm hoi theo dạng tự do. Điều này cho thấy được việc CR7 ra đi chỉ mang một phần lợi ích về kinh tế, nhưng chuyên môn thì lại khó có thể tìm người thay thế. Công bằng mà nói, MU đã không sa sút quá lâu. Họ giành lại chức vô địch ngoại hạng Anh ở mùa giải 2010-2011 và lọt vào một trận chung kết Champions League khác và để thua Barca. MU đã bán Ronaldo vào đúng thời điểm, thay vì cố giữ tiền đạo này ở lại trong khi tâm trí của anh đã hướng về Real Madrid. Real Madrid 2018-2019. Mùa hè năm 2018, Real đã quyết định chuyển nhượng Ronaldo cho Juventus với mức giá 117 triệu euro, kết thúc 9 năm cống hiến của CR7 với câu lạc bộ. Los Blancos khi ấy tự tin, sống khỏe khi thiếu Ronaldo. Sau những gì mà họ đã trải qua thực sự là cơn ác mộng. Trước hết, cần giải thích rằng vấn đề tài chính của Real là yếu tố then chốt dẫn đến quyết định bán Ronaldo. Việc đẩy Ronaldo sang Juventus với mức giá 117 triệu euro cộng thêm giải phóng được ngót 50 triệu euro tiền lương một năm của CR7 đã giúp Real công bố khoản lãi là 49 triệu euro. Nói tóm lại, Ronaldo đã trở nên quá đắt đỏ để có thể giữ lại trên sổ sách. Và điều đó thậm chí còn xảy ra trước khi có bất kỳ bản hợp đồng nào tăng lương cho CR7. Bên cạnh đó, còn là yếu tố về tuổi tác và chuyên môn của siêu sao người Bồ. Bởi khi ấy, anh đã chạm mốc 33 tuổi và đối với một câu lạc bộ có truyền thống vắt chanh như Real thì CR7 ra đi là điều hiển nhiên. Kênh Kiên Trắng đem về số tiền từ vụ bán Ronaldo đi tái đầu tư. Họ cố gắng làm mọi thứ với những bản hợp đồng giá rẻ nhưng phải trả giá bằng một mùa giải tồi tệ của câu lạc bộ trong gần 2 thập kỷ. Người thay thế Ronaldo là tiền đạo Mariano Diaz từ Lyon. Cầu thủ người Cộng hòa Dominica cho đến nay vẫn bám trụ tại câu lạc bộ, nhưng anh sẽ không bao giờ đi vừa đôi giày khổng lồ của CR7. Mariano đã ghi 4 bàn ở mùa giải 2018-2019 và bất chấp nỗ lực ghi 30 bàn của Karim Benzema, Real không bao giờ có thể bù đắp cho 44 bàn của Ronaldo khi đã ghi ở mùa giải 2017-2018. Kết quả,
Ken Ken Trang xếp thứ 3 tại La Liga ở mùa giải 2018-2019, kém đội vô địch Barca tới 19 điểm. Họ sở hữu tổng số điểm ít nhất là 68 kể từ mùa giải năm 2001-2002 và hiệu số bàn thắng tệ nhất đó là dương 17 kể từ mùa giải 1999 và 2000. Qua đó, Los Blancos phải nhìn đại kình địch Blaugrana thống trị các giải đấu trong nước. Sự thống trị của Real ở Champions League cũng bị Ajax chấm dứt khi đại diện của Hà Lan giành chiến thắng 4-1 tại Bernabeu ở vòng 1/8 để đi tiếp với tổng tỷ số là 5-3. Los Blancos cũng bị Barca đè bẹp ở bán kết cúp nhà vua. Để tăng thêm ấn tượng về sự hỗn loạn thời hậu Ronaldo, họ còn trải qua 3 đời huấn luyện viên. Julen Lopetegui bị sa thải vào tháng 10 sau thất bại 1 năm trước Barca ở El Clasico. Và ông cũng trở thành mục tiêu để cánh truyền thông Real lẫn người hâm mộ quá khích chỉ trích thậm tệ. Mặc cho việc người thay thế Santiago Solari đã cố gắng ổn định mọi thứ, nhưng cũng mất việc vào tháng 3 để nhường chỗ cho Zidane trở lại, người chỉ mới từ chức 9 tháng trước đó. Dù vậy, theo thời gian, Real đã từng bước trở lại với liên tiếp các chức vô địch La Liga và mùa trước là Champions League. Juventus mùa giải 2021-2022. Sau 3 năm gắn bó với Ronaldo, Juve đã bán anh cho MU vào mùa hè năm 2021 với giá trị chỉ 17 triệu euro. Cho ra đi cầu thủ được xem là gánh nặng của đội, nhưng vận may của Juve không thực sự được cải thiện khi họ một lần nữa kết thúc ở vị trí thứ 4 tại Serie A ở mùa giải 2021-2022. Đó là hậu quả của việc ban lãnh đạo Juve yếu kém trong hoạch định kế hoạch cho tương lai khi họ quá say mê chiếc cúp tay gọi Champions League mà đôi lúc quên đi thực tại đáng buồn. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo bà đâm già cũng không giải quyết được mối quan hệ phức tạp của huấn luyện viên Marc Allegri và Cristiano Ronaldo, dẫn đến việc họ phải đưa ra lựa chọn. Từ những yếu tố trên, họ phải vội vàng bán đi CR7 trong hoàn cảnh thiếu hụt nhân lực trên hàng công trong phần đầu mùa bóng. Lão bà khi ấy cũng chỉ ghi được 57 bàn thắng tại Serie A so với 77 pha lập công trong mùa giải cuối cùng của Ronaldo. Tay săn bàn số 1 của họ là Paulo Dybala với con số 10 nhỏ nhoi. Juventus cũng thất thủ 0-3 trước Villarreal ở vòng 16 đội Champions League ngay trên sân nhà và rồi bị loại với tổng tỷ số 1-4. Ngoài ra, Juve cũng thua trận chung kết Coppa Italia trước Inter Milan. Dẫu vậy, sự ra đi của Ronaldo dường như đã cải thiện sự đoàn kết của cả đội. Không lâu sau khi CR7 trở lại MU, các đồng đội cũ của anh đã bắt đầu lên tiếng. Trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini nói rằng Ronaldo lẽ ra nên rời đi sớm hơn. Trong khi Leonardo Bonucci khẳng định những gì mà Chiellini nói hoàn toàn đúng, bởi Juventus là một câu lạc bộ tốt hơn khi không có Ronaldo. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được điều ấy trong các trận đấu của Juve. Khi các vệ tinh xung quanh CR7 không dám tự tin thể hiện phẩm chất của mình mà luôn đưa bóng đến siêu sao người bồ để chờ đợi phép màu. Cho tới nay, may mắn vẫn chưa mỉm cười với Juventus. Trong khi Ronaldo vẫn chưa có bến đỗ nào thì lão bà tiếp tục xếp ở vị trí thứ 3 tại Serie A với 31 điểm, kém đội đầu bảng Napoli tới 10 điểm. Tại Champions League, họ cũng trải qua vòng bảng kém cỏi và bị giáng xuống thi đấu ở Europa League. Manchester United mùa giải 2022-2023. Trong lần chia tay thứ 2 của Ronaldo với Manchester United cách đây không lâu, huấn luyện viên Erik ten Hag và MU có lẽ đều vui mừng. Cả mùa giải của Quỷ Đỏ chỉ xoay quanh câu chuyện về Ronaldo và đây được cho là sự quan tâm lớn đối với ten Hag, người rất muốn thực hiện phong cách riêng của mình tại Old Trafford. Chiến lược gia người Hà Lan đã liên tục phải giải quyết những rắc rối xung quanh CR7 suốt thời gian dài trước khi được giải thoát. Giờ đây, ten Hag đã có thể hoàn toàn toàn tâm toàn ý xây dựng lối chơi cho MU, bởi cái tôi của CR7 trong phòng thay đồ đã làm đảo lộn trật tự mà cựu huấn luyện viên Ajax muốn áp đặt vào. Và với một tân thuyền trưởng như ten Hag thì ông cần thể hiện cái uy lẫn cần mọi học trò phải nghe lời mình. Nên sự ra đi của một cái tôi lớn nhưng không cần thiết ở thời điểm hiện tại của Ronaldo sẽ giúp cho đội chủ sân Old Trafford mở ra nhiều hướng đi hơn trong tương lai. Chúng ta vẫn không thể phủ nhận tài năng lẫn sự cố gắng của Cristiano Ronaldo, nhưng dường như anh đang có phần cư xử không đúng mực với câu lạc bộ ở những chương cuối sự nghiệp. Và với những thông tin gần đây cho rằng anh sẽ đến Trung Đông chơi bóng, phần nào thấy được cách mà CR7 đã thay đổi cái nhìn về bản thân. Những câu lạc bộ anh đi qua đều để lại cho người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, họ sẽ nhớ mãi những đóng góp và công hiến của anh cho đội bóng.